Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng chủ nhật ngày 11 tới tháng 6 năm 2023. Chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Rồi trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Một cái thông tin đến từ FDA, cơ quan an toàn thực phẩm của đất nước Mỹ, mới vừa ra một cái thông báo cảnh báo thu hồi lại cái sản phẩm này, cái thức ăn này. Bà con, cô, chú, bác 50 tiểu bang trên cái đất nước Mỹ này khi nghe cái video này lập tức đi lại cái tủ lạnh, nghe xong mới đi lại quý vị nha, để coi trong tủ lạnh nhà mình có cái món này hay không. Nếu có, một là dứt ngay vào thùng rác, hai thì đem ra chợ để lấy tiền lại quý vị nha. Nó chứa một cái con virus rất là nguy hiểm. Nội dung thứ hai, tình hình chiến sự tại Ukraine. Quân đội Ukraine dồn lực phản công đã chọt lũng cái tuyến phòng thủ của chú Burin. Và bây giờ thì sao? Đã dồn quân chú Burin vào cái thế bị động. Nội dung thứ ba, mừng cho Tổng thống Trump. Cuối cùng thì chủ tịch hạ viện của đất nước Mỹ, người quyền lực thứ ba, cam kết thề là sẽ làm cái điều này cho Tổng thống Trump. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để là một cái like, viết gia chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tình hình chiến sự tại Ukraine. Và hiện tại bây giờ nó căng còn hơn dây đàn guitar nữa quý vị ơi. Đây, trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, quân đội Ukraine đã chính thức tổng phản công. Và họ tổng phản công everywhere, không riêng gì miền Đông hay miền Tây hay miền Nam hay miền Bắc quý vị nhé, everywhere. Rồi, thì theo như tình báo Anh cho biết, rầm rộ lực lượng Ukraine đã đạt được những cái tiến bộ tốt và đã thành công và đã chọc thủng cái tuyến phòng thủ của chú Burin. Ok, tại vì sao? Trước khi Tổng thống Zelensky ra cái lệnh tổng phản công thì đã cho chú Burin một cái tối hậu thư, một là du rút quân về, hai thì chúng tôi bắt buộc phải ra tay, mà khi chúng tôi ra tay thì máu đổ đầu rơi. Ok, và sau đó chú Burin đã quăng cục lờ cái cảnh báo này, cho nên bây giờ đã đến lúc quân đội Ukraine tổng phản công. Thì vào ngày hôm qua, cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết là những cái kết quả mà quân đội Ukraine đạt được trong 48 giờ vừa qua ở mặt trận miền Đông và miền Nam, very good. Rồi bên cạnh đó, tại cái chảo lửa thành phố Bakhmut thì Ukraine dồn lực phản công rầm rộ, đã đẩy quân Nga vào cái thế bị động, bị liệt và chỉ có phòng thủ mà thôi. Tức là trong suốt thời gian vừa qua, quân Nga nằm kèo trên quánh quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine chỉ có thủ, né, đỡ, dân dân và dân dân. Nhưng bây giờ thì trên những cái mặt trận, cả luôn ngay tại thành phố Bakhmut, quân đội Ukraine đang làm chủ tình hình của gì nha. Tức là quân đội Ukraine đang quánh quân đội Nga, còn quân đội Nga chỉ có né, đỡ và rút lui và bỏ chạy. Nôm na là như vậy. Thì đây cũng là một cái thông tin tốt cho tình hình chiến sự tại Ukraine, cho quân đội Ukraine. Tại vì sao? Theo như cái lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cách đây 24 tiếng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố là Mỹ, NATO đã làm hết tất cả những gì trong khả năng để chuẩn bị cho Ukraine tổng phản công kỳ này. Và Tổng thống Mỹ Joe Biden cầu, tức là chúc cho quân đội Ukraine thành công trong cái đợt phản công này đó quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nó liên quan tới người quyền lực thứ ba trên cái đất nước Mỹ này mới vừa ra một cái lời thề là sẽ làm cái điều này cho Tổng thống Trump. Đây, cách đây 48 tiếng đồng hồ, đùng một cái bộ tư pháp của đất nước Mỹ ra một cái thông báo là quyết định truy tố Tổng thống Trump 37 tội danh về cái chuyện hồ sơ mật. Và
Trong khi đó thì rất là nhiều ông giữ hồ sơ mật. Tất cả những ông khác thì không bị truy tố, không bị tội, không bị gì hết. Riêng Tổng thống Trump thì Bộ Tư pháp sẽ truy tố. Cho nên cái điều này nó đã đi ngược lại với cái hiến pháp của đất nước Mỹ. Đây, mà quý vị nghe kể đây. Vào ngày hôm qua, lãnh đạo đa số của Hạ viện, ông McCarthy, chủ tịch Hạ viện của đất nước Mỹ, đã gay gắt phản đối cái bản cáo trạng của Tổng thống Trump và khẳng định rằng Bộ Tư pháp đã đối xử với Tổng thống Trump không có công bằng và bình đẳng. Đó, cho nên vào ngày hôm qua, trong một cái cuộc phỏng vấn trên đài Fox News, ông này, ông nói như thế này: đây là một ngày rất đen tối ở Mỹ. Khi mà tất cả chúng ta thấy những gì mà Bộ Tư pháp của chính quyền chú Bảy đối xử với Tổng thống Trump, đây là một cái đất nước bình đẳng, công bằng. Không thể mà bắt tội người này, bỏ tội người kia. Tất cả rất là nhiều ông giữ hộ sơ mật. Tại sao chỉ có Tổng thống Trump bị bắt tội? Rồi đây, cả luôn chú Bảy, Tổng thống Mỹ hiện tại bây giờ, dưới cái thời mà ông ta đang làm thượng nghị sĩ, dưới cái thời ông ta đang làm phó tổng thống, mà ông ta cũng giữ rất là nhiều hồ sơ mật từ cái thời đó all the way cho đến hiện tại bây giờ, nhưng mà ông ta lại không bị bắt tội. Vì sao? Tại sao? Đây, ông McCarthy này, ông nói đáng lý á, khi mà chú Bảy đang làm thượng nghị sĩ, chú Bảy không có cái quyền gì mà giữ hồ sơ mật ở trong nhà. Ok, cả luôn cái chuyện lúc mà ông ta đang làm phó TT cho ông Obama, chú Bảy cũng không có đủ quyền hành để đem những cái hồ sơ mật đó về nhà. Vậy mà những cái điều đó Bộ Tư pháp quăng cục lờ. Alright, vậy mà bây giờ lại bắt tội Tổng thống Trump. Cho nên vào ngày hôm qua, ông McCarthy, ông khẳng định ông không nản lòng, ông kiên quyết là chống lại cái bản cáo trạng này và cam kết sẽ sử dụng tất cả những cái công cụ pháp lý và lập pháp, luật pháp, hiến pháp của đất nước Mỹ để hỗ trợ Tổng thống Trump. Thì đây cũng là một cái thông tin mừng cho Tổng thống Trump và hàng trăm triệu người dân Mỹ, quý vị nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, thứ tư gì đó, nó nôm na là liên quan tới tất cả người Việt đang sống trên cái đất nước Mỹ này, 50 tiểu bang. Quý vị nghe kỹ nha. Trong suốt thời gian vừa qua, đã có 2 công ty ở California đã thu hồi những cái sản phẩm của mình, vì những cái sản phẩm này nó có chứa cái con virus viêm gan E, viêm gan B, vân vân và vân vân, nó có hại đến sức khỏe của chúng ta khi chúng ta ăn đó quý vị nha. Rồi đây, bây giờ lại thêm một cái công ty nữa, nó cũng xuất xứ từ tiểu bang California. Vào ngày hôm qua, theo như trên cái trang báo của FDA, tức là cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm của Mỹ, đã ra một cái thông báo thu hồi Wavona, là cái tên của cái công ty, là cái công ty này nó có bán những cái sản phẩm là dâu tây đông lạnh. Ok, đây, vào ngày hôm qua, công ty thực phẩm đông lạnh Wavona Frozen Food, tức là cái công ty này là chuyên về những cái đồ ăn đông lạnh đó quý vị, vừa thu hồi sản phẩm trái cây đông lạnh hiệu Organic Debrett, và đây là những cái dâu tây, nó chứa những cái con virus viêm gan E, viêm gan B, và khi mà quý vị ăn vào nó sẽ có hại cho sức khỏe của mình. Và đây là cái công ty thứ ba đến từ tiểu bang California thu hồi dâu tây trong mấy tháng vừa qua. Ok, trong mấy tháng vừa qua có 2, bây giờ 1 nữa là 3 công ty thô đồ. Và bây giờ thì các quan chức của Mỹ, người ta đang lo ngại là người tiêu dùng có thể ăn cái dâu tây này vào và sẽ bị nhiễm những con virus này. Cho nên hiện tại bây giờ, sau khi quý vị đọc cái thông tin này ở trong cái trang báo của FDA hoặc là nghe được cái video này, lập tức đi lại tủ lạnh. Nếu quý vị đang có những cái sản phẩm này nó bán trong Costco, mà người Việt của chúng ta thì thích đi vào Costco để mua đồ, ok? Cho nên bây giờ nếu quý vị thấy trong tủ lạnh của mình đang có những cái bọc dâu tây đông lạnh hay, lập tức đem ra chợ để đổi lấy lại tiền. Hai thì quý vị dút vào thùng rác. Và những cái sản phẩm này nó có ngày sử dụng tới tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Cho nên bà con lại tủ lạnh lục soát liền coi có những cái bọc dâu tây đông lạnh này hay không. Nhưng quý vị ơi, quý vị à,
bên Mỹ này, những cái trái dâu tươi nó bán đầy dãy trong các chợ, Walmart, HEB, Kroger, vân vân và vân vân. Và tại sao chúng ta phải đi vào Costco chỉ vì nó rẻ hơn $1 hay là nửa đô la để mà mua những cái dâu tây đông lạnh này làm gì? Bên Mỹ này chúng ta đâu cần phải ăn những cái đồ đông lạnh, đặc biệt là những cái chợ Mỹ này nó bán dâu tươi không à quý vị nha. Cẩn thận củi và lửa nha. Hy vọng bà con chia sẻ cái thông tin này để cho người Việt của chúng ta ở khắp 50 tiểu bang nghe được cái thông tin này để mà dục hoặc là đi đổi lấy lại tiền những cái dâu đông lạnh này. Một chút xíu nữa Tony sẽ để cái tên của cái công ty cái dâu này ở bên dưới cái phần bình luận để cho cô chú bác thấy nha, để mà cẩn thận củi và lửa. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày chủ nhật, Tony cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, liên quan tới đất nước Mỹ. Tony cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Và đừng quên bấm like, nhấn nút chia sẻ. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê nha. Have a good day. Thank you.